Phương xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VATV phát hình lúc 1:30 trưa ngày Chủ nhật 12 tháng 10 năm 2014. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay bắt đầu với phần tin đào tạo kỹ năng truyền thông cho thiếu nhi và thiếu niên do VATV thực hiện. Tiếp theo là phần phỏng vấn bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương tìm hiểu về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và sau cùng là phỏng vấn giao chỉ cựu đại tá Vũ Văn Lộc. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phần tin đào tạo kỹ năng truyền thông cho thiếu nhi và thiếu niên do Aline Nguyễn Trang thực hiện. Hi, my name is Aline Nguyễn Trang reporting for SBTN. Can you tell us a little bit about your program? Hi. Chương trình của chúng tôi gọi là Volunteer Solutions. Chúng tôi giúp những người nào có thành ý muốn làm thiện nguyện viên để giúp đỡ những người cao niên trên 60 tuổi hoặc những thanh niên 18 tuổi trở lên mà có khuyết tật. Chúng tôi muốn họ có một cuộc sống vui tươi và ý nghĩa hơn. Quý vị nào muốn làm thiện nguyện viên có thể lên mạng lưới của quận Fairfax để điền đơn. Trong quá trình đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lý lịch của quý vị để coi quý vị có thích hợp làm thiện nguyện viên của chúng tôi hay không. Và sau đó chúng tôi sẽ huấn luyện quý vị trước khi quý vị bắt đầu công việc làm. Địa chỉ trên mạng lưới là như sau. I'm Aline, train reporting for SBTN. See you next time. Tiếp tục chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương tìm hiểu về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Phạm Bá Hân thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm ly sương máu đầy và biển thiên dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, có một số khán thính giả có hỏi chúng tôi về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, cái hiệu quả nó như thế nào đối với bên Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi rất may mắn được gặp bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, ông là chủ tịch tổ chức phụ huynh Việt Nam nhân dịp đến North Carolina dự cái đêm gây quỹ cho đài Đáp Lời Sông Núi, và ông ghé qua Greenview và dành cho tôi một cuộc phỏng vấn ngắn sau đây để chúng ta giúp chúng ta tìm hiểu thêm về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Dạ, kính chào anh Cương ạ. Vâng, xin chào anh Phạm Bá Hân và xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Trước hết xin anh cho biết là cái mục đích của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi như thế nào ạ? Vâng, mục tiêu của đài Đáp Lời Sông Núi là chuyên trở những cái thông tin trung thực về cho 90 triệu đồng bào thân thương của chúng ta ở trong nước đang sống dưới chế độ Cộng sản. Như quý vị biết thì đối với đài chế độ Cộng sản Việt Nam, tất cả những cái cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình là đều nằm trong cái sự kiểm soát của chính quyền. Và vì thế những cái tin tức ở bên ngoài là thường thường là chính quyền bưng bít và không cho người dân biết. Ngay cả những cái sự việc mà xảy ra kế bên nhà mình thì nhiều khi người dân cũng không được biết tới. Yeah. Thì mục tiêu của đài Đáp Lời Sông Núi là đem những cái thông tin trung thực đó, và ngoài những cái thông tin đó chúng tôi còn có những cái bài quan điểm bình luận để cho người dân hiểu sâu sắc hơn đối với lại cái chế độ Cộng sản Việt Nam như thế nào. Vì đa số những người Việt Nam bây giờ đó, những thành phần trẻ là hoặc là sinh ra hoặc là lớn lên ở trong lòng chế độ, thành thử ra họ đã bị tẩy não. Yeah. Bởi cái chế độ đó. Dạ, thưa anh, chúng tôi được biết là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã hoạt động 3 năm nay, và lấy tài trợ ở đâu để mà trả cho cái chi phí đó anh? Vâng, thì khi mà mới bắt đầu thực hiện đài Đáp Lời Sông Núi thì anh em phải tự bỏ tiền túi ra để mà trang trải cho cái chi phí của đài, thưa anh Hân. Vâng. Và sau đó, sau 6 tháng hoạt động thì khi mà bắt đầu cho đồng bào thấy được là cái sự hoạt động nó hữu hiệu thì bắt đầu anh em bắt đầu mới đi có những cái cuộc gây quỹ. Yeah. Và thành lập những cái nhóm thân hữu ở khắp các nơi trên thế giới để mà giúp trang trải cho những cái chi phí đó. Yeah. Và qua hơn 3 năm 4 tháng hoạt động đó thì cứ trung bình một tháng như vậy đó thì chi phí khoảng chừng 15 tới 16 ngàn Mỹ Kim. Yeah. Và một năm như vậy là 150 cho tới 160 ngàn Mỹ Kim. Thì anh Hân cứ nhân lên 3 năm 4 tháng như vậy là chi phí của đài tổng phí lên tới gần nửa triệu Mỹ Kim. Thì anh thấy là cái công sức của anh em bỏ ra rất là nhiều, và cái sự đóng góp, ủng hộ của đồng bào cũng rất là nhiều. Dạ. Yeah. Thì anh có cái kế hoạch nào mà để nuôi dưỡng lâu dài không anh? Vâng, cái điều này là cái điều mà rất là nan giải. Dĩ nhiên là cái sự đóng góp của anh em, của đồng hương rất là quý báu. Nhưng mà về đường dài thì chúng tôi có những cái dự án kinh tài để mà giúp nuôi dưỡng đài. Thì hiện bây giờ những cái dự án kinh tài đó đang được thực hiện, thưa anh. Vâng.
Dạ, thì thưa anh, đài mới kỷ niệm 3 năm thành lập hoạt động hôm nay. Vâng. Thì theo cái nhận xét của anh và nhất là cái khán giả ở Việt Nam mà tiếp nhận cái đài đó, thì anh thấy có những cái thành quả nào và những cái điểm nào là cụ thể cái này? Vâng, phải nói là đài Đáp Lời Sông Núi bây giờ càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Người dân nhất là họ truyền tai nhau, và nhất là cái vấn đề mà đài Đáp Lời Sông Núi thừa kế lại những thính giả của đài BBC cũ, thành thử chúng ta biết là cái số người nghe đài BBC cũ rất là nhiều. Đặc biệt là trong nước bây giờ họ coi đài Đáp Lời Sông Núi như là tiếng nói của dân oan. Và bất cứ những sự việc gì xảy ra, dân oan đều liên lạc với chúng tôi và cho biết những sự kiện xảy ra, và chúng tôi lên tiếng cho khắp mọi người trên toàn nước Việt Nam biết được những cái sự kiện đang xảy ra như thế nào. Vâng. Một cái thí dụ điển hình chẳng hạn như kỳ vừa rồi, khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế ở Hải Phận Việt Nam đó, thì anh Hân cũng nhớ là hàng chục ngàn đồng bào đã xuống đường biểu tình. Vâng. Và đài Đáp Lời Sông Núi đã góp phần bằng cách rằng là thông báo những cái địa điểm và thời gian của những cái buổi tụ tập biểu tình đó, để cho tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ cho nó đông và cái khí thế biểu tình nó mới mạnh. Còn nếu mà mình không thông báo thì người ta tới rải rác và cái địa điểm họ không biết tới thì không có được nhiều người. Thành thử ra phải nói là trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, thì đài Đáp Lời Sông Núi đã đóng góp một cách rất là cụ thể trong cái công cuộc đấu tranh. Dạ. Thưa anh, đài có chịu sự chi phối nào của một cái chính phủ nào? Bởi vì chính phủ thì nhiều khi nó cũng có vì cái quyền lợi của nước của họ. Vâng. Rồi họ có những cái thỏa hiệp ngầm với cộng sản chẳng hạn, rồi ngày nào nó bắt phải bỏ đi chẳng hạn, nó có cái trường hợp đó không anh? Vâng, đài Đáp Lời Sông Núi hoàn toàn là một cái cơ quan ngôn luận chính thức của lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, và không trực thuộc vào bất cứ một cái chính quyền địa phương nào. Yeah. Điều này nó cũng có cái hay và cũng có cái dở. Cái dở đó là mình không có sự tài trợ kinh phí nào của cái chính quyền địa phương. Nhưng mà cái hay là mình vì không được thuộc vào những cái sự kiểm soát của các cái cơ quan địa phương đó, thành thử ra đài chúng ta có cái sự tự do phát biểu những cái điều mà chúng ta muốn nói. Yeah. Mà những cái đài khác như đài VOA, đài RFA chẳng hạn không thể nào mà nói được, vì nó đi ngược lại với cái chính sách của Hoa Kỳ chẳng hạn. Yeah. Thưa anh, một trong những yếu tố thời đại để chống lại các cái nhà độc tài đó là sự minh bạch. Theo dõi thì thấy rằng người dân hình như đang đòi hỏi cái minh bạch. Đầu tiên là cái minh bạch cái hội nghị Thành Đô bất lợi cho Việt Nam. Thì như vậy đài Đáp Lời Sông Núi có giúp ích gì ở trong cái giúp cho người dân hiểu rõ cái đòi hỏi cái sự minh bạch trong anh? Vâng, cái hội nghị Thành Đô diễn ra năm 1990 giữa hai phái đoàn cao cấp Việt Nam và Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đó, thì đã có chắc chắn là có những cái sự thỏa thuận ngầm. Vì đó mà chúng ta thấy rằng là chính quyền Việt Nam trong cái thời gian mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam hoặc là lên tiếng rất là yếu ớt, hoặc là không lên tiếng, và còn đàn áp người dân khi mà họ biểu tình chống lại Trung Cộng xâm lăng. Đó, thì mình lúc đó thì mình chỉ đoán ngầm là có những cái sự thỏa thuận giữa hai bên như thế nào. Nhưng mà lúc sau này khi mà hai tờ báo Thời báo Hoàn Cầu với lại tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc đó, họ đưa ra cái bài viết nói là trong cái hội nghị đó thì Việt Nam đã đồng ý đã là sau này sẽ trở thành một cái vùng tự trị của Trung Quốc. Yeah. Thì khi mà hai tờ báo đó đưa cái dư luận đó ra thì một số những người mà đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, 61 người đó, đã đưa cái kiến nghị lên, và sau này có thêm rất là nhiều người khác. Thì mình thấy rằng là nó có cái sự bí mật giữa hai bên, nhưng mà tới bây giờ thì chính quyền Việt Nam vẫn chưa rõ ràng minh bạch về cái vấn đề đó. Và dĩ nhiên là đài Đáp Lời Sông Núi đã có những cái bài bình luận phân tích, và bất cứ một cái thông tin mới nào về cái vấn đề hội nghị Thành Đô thì đều tung lên để cho tất cả mọi người dân Việt Nam đều hiểu biết. Dạ. Dạ, thưa anh, trước cái nhiệm vụ mà quan trọng như hữu hiệu của đài Đáp Lời Sông Núi như vậy, thì anh có điều gì nhắn nhủ hay là có điều gì cần kêu gọi đồng hương chúng ta khán giả SBTN hỗ trợ với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi như thế nào không anh? Vâng, cái điều quan trọng nhất thưa anh Hân và kính thưa quý vị khán giả, đó là chúng ta đều muốn trông thấy cái một ngày cái chế độ Cộng sản Việt Nam bị giải thể. Yeah. Và thay thế vào đó là một chế độ dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên. Thì cái cách hay nhất là mọi người dân đều phải biết tất cả những cái sự thông tin trung thực.
Và cái điều mà Cộng sản sợ nhất là cái điều là sự thật. Và thì chúng tôi rất là mong muốn quý vị, mong mỏi quý vị giúp chúng tôi quảng bá Đài Đáp Lời Sông Núi đến cho tất cả những thân nhân, bạn bè, thân hữu ở Việt Nam và ở hải ngoại. Vì càng nhiều người nghe thì càng nhiều người biết sự thật. Và khi mà tất cả mọi người đều biết sự thật, như chí sĩ Nguyễn Chí Thiện có từng nói đó, khi mà tất cả mọi người đều biết sự thật thì chế độ Cộng sản tự nhiên nó phải tan rã. Vâng, những điều chia sẻ của anh rất là lý thú. Chúng tôi xin cảm ơn anh rất nhiều. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Kính chào anh Bình Cường. Dạ vâng, cảm ơn anh Hân và kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân, bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi, toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Chuyến công tác y tế giúp khám bệnh cho các nạn nhân trong cơn bão Haiyan tại Ormoc, Philippines từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, 2014, do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam phối hợp với Voice và Concern tại Philippines tổ chức, cùng sự yểm trợ của một số bác sĩ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và chương trình Bên Em Đang Có Ta. Với ngân khoản mà Hướng đạo Việt Nam đã quyên góp, dự tính cho 400 bệnh nhân, nay số bệnh nhân dự đoán lên trên hơn 1.100. Rất mong sự đóng góp tài trợ của quý đồng hương cho chuyến công tác được thành công, hầu giúp cho các nạn nhân bớt phần nào những đau khổ và mất mát mà cơn bão Haiyan đã mang đến. Mọi thắc mắc đóng góp và chi phiếu xin liên lạc Abacab 308 Hillwood Avenue, phòng 302, Fort Church, Virginia 22046, điện thoại số 301-257-8496. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phần phỏng vấn giao chỉ cụ đại tá Vũ Văn Lộc do Thành Trúc thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thanh Trúc một lần nữa mời quý vị đến với chương trình Chào Washington DC và vẫn với vị khách mời là Đại tá Vũ Văn Lộc đến từ San Jose, California. Thanh Trúc xin kính chào bác giáo chỉ Vũ Văn Lộc. Vâng, xin chào cô và xin chào toàn thể quý vị. Chắc có lẽ mọi người cũng rất là cảm thấy là rất là xúc động khi mà đã thấy một người như ông giáo chỉ Vũ Văn Lộc bỏ rất nhiều công sức, thời gian và tất cả khả năng của ông để mà thực hiện cho được cái Viện Bảo tàng Thường nhân ở San Jose, California. Vâng, xin cảm ơn cô và cảm ơn quý vị. Cái lời khen tặng đó chúng tôi cũng rất hãnh diện để nhận. Mình đến cái giai đoạn, đến cái tuổi mà người ta khen thì mình không từ chối, không nhận đấy. Và chúng tôi cũng xin hân hạnh cái kỳ này để mà giải thích quý vị là tại sao
và chúng tôi có thể làm được trong một thời gian ngắn vắn tắt. Và chúng tôi mong quý vị tiếp tay chúng tôi cái gì thì nói thật tình với cô ấy cũng là cái duyên số thôi. Dạ. Là tôi làm ở cái cơ quan định cư thì những thuyền nhân và những HO và các thứ qua đấy, họ nói đôi khi cũng không có cái gì để tặng cho cơ quan. Họ có những di sản của những cái tàu vượt biên bằng gỗ hay là những cái tài liệu của quân đội. Yeah. Thì tôi có cái tủ kính giống như là mấy cơ quan nó có cái tủ kính họ bày mấy cái thứ đó. Tôi nhận để tôi bỏ vào đó. Ngày qua ngày nó càng nhiều. Thì tôi bắt đầu tôi với sưu tầm. Một cái sưu tầm cũng lạ lùng nhất nói với quý vị là thế này. Tôi đi chợ trời ở San Jose lâu rồi, cũng 20-30 năm rồi đấy. Thì tôi thấy nó có bán một cái giỏ trong đựng cái đồ, thì cái cô đó cô nói là cái này là 99 xu. Tôi nhìn thêm cái đỏ đỏ tôi cầm lên, thì cái đó là bảo quốc huân chương đệ ngũ đẳng. Tôi mới hỏi cái cô Phi đó, cô hỏi là cái này là cơ nào? Thì cô này cô ấy lấy một anh chồng Việt Nam, hai bên bỏ nhau. Yeah. Mà ông bố của chồng đó là cựu quân nhân có cái bảo quốc đồ. Dạ, bảo ông quốc kia huân chết chương. Rồi. Yeah. Chồng ly dị, cô này cô đem bán thì tôi bảo cái này quý lắm. Thế ông cô này có bảo là quý thì cũng 99 xu thôi. Cái đó, bảo quốc huân chương là một cái huy chương cao quý. Đệ ngũ đẳng. Đấy. Dạ. Thế nhưng mà dù cao quý chăng nữa nó cũng giống như con người mình. Có cao quý, có giỏi như mấy cũng có thể lưu lạc. Cái bật nó cũng vậy. Tôi mua cái đó. Thì từ cái đó là cái khởi sự đầu tiên của cái bộ sưu tầm bảo quốc huân chương và các huân chương khác mà tôi có cho Viện Bảo tàng. Mà cái tất cả huy chương như vậy đó là phải sưu tầm gần 30 năm nó mới cần đủ. Thì đó là cái lý do. Thành cái Viện Bảo tàng nó gồm có những thứ như vậy. Huy chương của Việt Nam Cộng Hòa là cái loại huy chương cái người cấp cũng đã chết rồi. Mà cái người nhận cũng đã chết rồi. Các ông Tổng thống, Thủ tướng, các ông Tư lệnh cũng chả còn ai nữa. Thành ra những người chết, thành ra để lại cái đó. Vậy cái đó nó là cái cao quý ở cái chỗ là nó giống như là những hàng mà nó Mỹ nó gọi là discontinued, không còn ra nữa. Không còn bao đấy, giờ nó có để thể lại. Thấy lại cái khác. Thì vậy cho nên bây giờ thằng Apple nó đang đi mua cái máy Apple đầu tiên. Nó bỏ vào Viện Bảo tàng của nó đấy. Đấy, cái đó là cái kỷ niệm. Thế thì những cái đó là sưu tầm lại. Thành ra tôi đến đây là tôi có buổi nói chuyện, tôi giới thiệu quý vị là cái Viện Bảo tàng đó là nó thời gian từ bao giờ? 1950 cho đến bây giờ. Là bởi vì tại sao không nói như vậy? Là vì người ta nói đến Viện Bảo tàng, người ta nói đồ cổ 4.000 năm trước. Không phải. Cái Viện Bảo tàng của chúng tôi là bảo Viện Bảo tàng của thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Nó chỉ cái gì liên hệ đến thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa, quân dân chính mà thôi. Không có phải là tiền cổ ngàn năm, không phải vậy. Đấy là cái ý nghĩa của nó để tôi xác định với quý vị. Và có một điểm nữa tôi muốn giới thiệu với quý vị. Là quý vị ai cũng nói đến cái bức tượng thương tiếc. Đây là bức tượng thương tiếc. Tình cờ mà tìm ra được. Yeah. Thành ra vì vậy tôi muốn đưa câu chuyện này lên để quý vị có thể đóng góp cho tôi. Là khi chúng ta làm cái bức tượng thương tiếc ở Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa. Và bây giờ Việt Cộng nó phá bỏ rồi đó. Khi làm cái đó thì cái ông cục trưởng, theo tôi biết, cái ông cục trưởng cục quân du ông làm, ông có làm mấy cái này như thế này. Để ông ấy làm mẫu, ông đưa lên cho ông Tổng thống. Tôi không biết được mấy cái. Thế nhưng mà có một hôm ở Việt Nam, nó đem ra nó bán cái kiểu như là bán eBay Việt Nam á. Nó bán cái này. Có một anh ở bên Úc, anh ấy nhìn thấy cái hình này. Cách đây năm ngoái thôi, anh ấy cho người về anh mua cái này 500 Mỹ Kim ở Việt Nam. Rồi anh ấy đem qua Úc, ông ấy ngắm nghía độ chừng một năm rồi ông ấy biết tôi có Viện Bảo tàng, đem tặng tôi. Nhưng mà cái câu chuyện tại sao cái này thì tôi thú thật với quý vị, tôi không biết. Người ta nói rằng là cái này có thể là ở dinh Tổng thống của ông Thiệu. Khi Cộng sản nó vào thì có một anh nào đó, anh chớp được anh cất đi. Anh giữ 30-40 năm nay rồi, anh đem ra anh bán. Thì tôi cũng không hiểu rõ cái gốc tích. Nhưng mà cái này là rõ ràng là anh chính cái tiệm thương tiếc ở Nghĩa Trang Quân đội mẫu đây. Dạ vâng, và đang, và hiện bây giờ là trưng bày ở trong cái Viện Bảo tàng Thuyền ở San Jose. Đấy, và bây giờ nó đi theo bác Lộc. Chỉ để khoe với quý vị bay ở đây. Từ bên đó qua đó. Đây. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái chứng tích rõ ràng là của cái Viện Bảo tàng Thuyền Nhân. Một cái giai đoạn lịch sử từ năm 1950, từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và sau đó là Thuyền Nhân của miền Nam Việt Nam bỏ nước ra đi. Thưa, sống với những cái kỷ niệm như thế, những cái kỷ niệm mà người ta nói là discontinued, không bao giờ còn có thể tìm lại được, như ông giao chỉ Vũ Văn Lộc nói đó, thì là ông thấy như thế nào? Ông thấy là
khi mà những người người ta đến thăm đó, cái điều mà người ta nói lại với mình hay là cái điều mà người ta chia sẻ với mình khi mà người ta đến thăm cái viện bảo tàng thường nhân đó là cái điều gì làm cho ông cảm thấy tâm đắc nhất và có thể nhất? Có thể có nhiều trường hợp, chẳng hạn như có bà cụ, bà ấy cho tôi một cái chuỗi tràng hạt. Bà ấy nói là bà ấy nhờ cái chuỗi tràng hạt này mà bà ấy thoát được, là trên những con tàu trải qua bao nhiêu đau thương, bà ấy chỉ lần tràng hạt thôi. Thì cái tràng hạt đó tôi phải để ở trong một cái bể nước, dưới đó là có những cái mẫu thuyền nhỏ nhỏ và để cái tràng hạt. Thì tôi muốn là quý vị ở trên thế giới này có những điều gì, có những di vật gì mà quý vị thấy rằng là trong cái hải trình đi tìm tự do, quý vị đã vì tín ngưỡng mà quý vị tìm được, chúng tôi sẽ nhận những cái đó. Đấy là những cái, cái tương tự. Với lại còn một điểm nữa như thế này nữa, các một điều này cũng là điều xúc động nữa, là các trường đại học ở miền Bắc Cali đều đến thăm cái viện bảo tàng để học hỏi về Việt Nam, về các thứ. Thì có hôm có một cái, mấy cái cô đó, tôi tưởng là tàu, hai cô nhìn thấy cái bản đồ mà có những con đường vượt biên đấy, hai cô ôm nhau khóc. Thành tôi mới hỏi lại thì hai cô Việt Nam. Một cô nói là mẹ của cháu cứ kể về các trại và con đường đi. Thì hôm nay là lần đầu tiên con đến đây, con nhìn cái bản đồ này, con mới biết rằng là mẹ của cháu đã đi con đường nào, ở cái trại nào, rồi mới đến Mỹ. Viện Bảo tàng Thường Nhân còn nhắc cho những người trẻ biết là cái con đường gian khổ và con đường gọi là vượt chết tìm sống của cha mẹ. Cứ thấy mẹ nói không thôi. Mà rồi thì mấy cô này biết đâu. Và đó là cô ấy học về chính trị học, về nhân chủng học của Viện Đại học của Stanford. Và cái hôm đó là tôi rất cảm động. Bởi vì ông giáo sư ông dẫn tất cả các sinh viên, mà một nửa sinh viên là của bên Âu Châu qua. Âu Châu nó gửi qua học ở Stanford. Ông ấy giới thiệu là bảo thưa ông, đây có thể là những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới. Các nước khác nó qua Stanford nó học chính trị học mà. Thì tôi rất cảm động, tôi bảo là ít nhất là các nhà lãnh đạo tương lai của thế giới nó biết thuyền nhân chiến tranh Việt Nam như thế nào. Thì tôi rất là mừng có được cái... họ sẽ carry on cái lịch sử của thuyền nhân ở trong lòng họ và họ nói cho những người sau biết. Thưa ông Giao Trị Vũ Văn Lộc cũng như là thưa quý vị, ông Giao Trị Vũ Văn Lộc qua đây đó, ngoài cái tảo mộ mùa thu, ngoài cái họp mặt với các anh em quân nhân Mỹ gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ, thì ông buổi trưa đó, buổi trưa của ngày Chủ nhật sau cái buổi tảo mộ thì ông trở về lại thành phố Fosters và ông lại có một cái hoài bão là ông muốn trình bày về một cái ước muốn của ông là làm sao mà cái miền Đông này cũng có được một cái viện bảo tàng thường nhân, có phải không ạ? Đúng như vậy, tôi rất mong như vậy. Vâng, dạ, đó là mục đích của ông Giao Trị Vũ Văn Lộc mà chúng tôi đã trình bày trong cái chương trình, hai chương trình trước cũng như chương trình hôm nay. Và nếu quý vị nghe được, hiểu được thì cũng hiểu được tâm tình của một người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có một trái tim của những người Việt Nam tha hương, ly hương và luôn luôn nhớ về cái dĩ vãng rất là đau thương của mình, nhưng mà cũng rất là tự hào về cái quá khứ đó. Một lần nữa Thanh Trúc cảm ơn ông Giao Trị Vũ Văn Lộc và kính chúc ông sức khỏe để có thể thực hiện được cái hoài bão của ông. Vâng, cảm ơn cô Thanh Trúc và cảm ơn toàn thể quý vị. Cộng đồng người Việt Detroit xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Cảm Ơn Anh, Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2014 để cùng chia sẻ và vinh danh các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ một phần thân thể của mình trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do dân chủ tại Bellagio, số 4100X14 Mount Road, Warren, Michigan, với sự góp mặt của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Tường Vi. Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc Trần Định 313-574-9050 hay Nhị Đào 586-945-9281. 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13.
people at all times, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. We make science, technology, engineering, and math fun. STEM Scouts. Nhóm tinh thần Việt Dũng North và South Carolina cùng hợp tác với người Việt quốc gia tại Charlotte và các tổ chức đoàn thể trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ giỗ một năm của nhạc sĩ Việt Dũng vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 12, 2014 tại hội trường nhà thờ Charlotte Presbyterian Church 701 Scalebar Road, Charlotte, North Carolina để vinh danh và tưởng nhớ Việt Dũng, một người đã cống hiến đời mình cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, cùng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và duy trì tinh thần quốc gia yêu nước của đồng bào tại hải ngoại, đồng thời để khuyến khích những người đang âm thầm dấn thân cho chính nghĩa, công bằng, tự do và nhân quyền. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giây phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.